Chào các bạn, đây là cây bạch hạc kiến cò. Tên khoa học là Rhinacanthus nasutus thuộc họ Acanthaceae, đang được trồng tại vườn thốt nam của chân dương. Cây này hay còn gọi là cây nam uy linh tiên. Dùng phần cành lá có tác dụng để chữa đau nhức xương khớp, chữa một số bệnh về gan. Ngoài ra, dùng cái rễ ngâm với rượu để bôi trong trường hợp mà bị phong cùi hay là gọi là bị khủi. Rồi tắm để chữa các bệnh ngoài da, cái phần lá tắm để chữa các bệnh ngoài da. Quy cách đóng gói là mỗi một túi như thế này là 0,5 kg cành lá phơi khô